Việt Nam tiếp nhận 501.600 liều vaccine AstraZeneca do Ba Lan tặng. Sáng ngày 23 tháng 8, tại trụ sở Bộ Y tế đã diễn ra lễ tiếp nhận 501.600 liều vaccine AstraZeneca do chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam. Tham dự về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng, đại điện một số đơn vị thuộc Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao. Về phía Ba Lan có Đại sứ Ba Lan tại Hà Nội Goodsitrewell và cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, phát biểu tại buổi lễ. Lãnh đạo Bộ Y tế và Bộ Ngoại giao chân thành cảm ơn chính phủ Ba Lan đã tặng hơn 500.000 liều vaccine cho Việt Nam và một số trang thiết bị y tế thiết yếu cho thành phố Hồ Chí Minh, cũng như sẵn sàng dừng lại cho Việt Nam 3 triệu liều vaccine để phục vụ công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Y tế đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của chính phủ và nhân dân Ba Lan đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch COVID-19 thông qua việc tài trợ vaccine và trang thiết bị y tế. Sự hỗ trợ kịp thời và quý báu của chính phủ Ba Lan trong bối cảnh tình hình dịch bệnh tại Việt Nam diễn biến phức tạp là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời và tình cảm tốt đẹp giữa hai nước và hai dân tộc Việt Nam Ba Lan đã được các thế hệ vun đắc trong suốt hơn 70 năm qua. Việt Nam bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước phát triển đi vào chiều sâu, ngày càng hiệu quả và thực chất. Nhân dịp này, Lãnh đạo hai bộ cảm ơn đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan hai nước nhanh chóng hoàn tất các thủ tục bàn giao vắc xin, đồng thời khẳng định phía Việt Nam sẽ sớm phân bổ số lượng vắc xin này đến các địa phương trong thời gian sớm nhất phục vụ công tác tiêm chủng. Tại lễ bàn giao, đại sứ Ba Lan Gustawel bày tỏ vui mừng được thay mặt chính phủ Ba Lan bàn giao hơn 500.000 liều vaccine cho Việt Nam. Đại sứ Gustawel cho biết, ngay sau khi nhận được thư của Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đề nghị giúp đỡ Chính phủ Ba Lan đã quyết định hỗ trợ và nhượng lại vắc xin ngay cho Việt Nam, khẳng định Việt Nam là đối tác ưu tiên của Ba Lan tại khu vực. Là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vắc xin và trang thiết bị y tế, đại sứ Ba Lan nhấn mạnh người dân và chính phủ Ba Lan cũng luôn ghi nhớ những sự hỗ trợ quý báu về khẩu trang, vật tư y tế mà chính phủ Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã dành cho Ba Lan trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Đây cũng là thành quả nỗ lực thúc đẩy của tổ công tác về ngoại giao vắc xin ngày 13 tháng 8. Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định thành lập tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vaccine. Ngay sau khi thành lập, tổ công tác đã khẩn trương đi vào hoạt động, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đẩy nhanh mọi nỗ lực, thân tốc, hành động quyết liệt triển khai chiến lược vaccine mà chính phủ đã đề ra, chỉ đạo tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh xúc tiến, vận động viện trợ vaccine, thuốc điều trị, vật phẩm y tế phòng, chống COVID-19, chuyển giao công nghệ từ các đối tác song phương, đa phương, Việc chính phủ Ba Lan đã công bố quyết định tặng Việt Nam hơn 501.000 liều vaccine AstraZeneca, sẵn sàng nhận lại 3 triệu liều vaccine COVID-19, đồng thời viện trợ 8 tấn trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu USD, ngày 17 tháng 8 là kết quả đàm phán của chính phủ. Bộ Ngoại giao, cơ quan liên quan hai nước, nỗ lực vận động động, động của Đại sứ quán hai nước, sự hỗ trợ tích cực của bạn bè Ba Lan yêu mến Việt Nam. Việt Nam là quốc gia ngoài châu Âu đầu tiên mà Ba Lan viện trợ vaccine và trang thiết bị y tế. Hơn thế, Quốc gia Đông Âu này còn là nước đầu tiên nhận lại cho Việt Nam số lượng vaccine lớn như vậy. Hiện Đại sứ quán tiếp tục làm việc với phía Ba Lan để nhanh chóng xúc tiến các thủ tục cung cấp 3 triệu liều vaccine cũng như xem xét nhận lại các lô vaccine tiếp theo. Dự kiến, 8 tấn thiết bị y tế thiết yếu phục vụ công tác phòng chống dịch sẽ được Ba Lan chuyển cho Việt Nam vào đầu tháng 9 tới. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!